Trên đầu kia có một con gà. Đây rồi. Hôm nay chúng ta đang có mặt tại một quán chuyên gà. Hầu như là từ trước lúc mà mình vào làm khách nước ngoài nha, mình là khách Việt Nam duy nhất ở đây. Đấy, em cảm giác là giống kiểu đi nước nào chứ không phải là nước Việt Nam nữa. Và ở đây đang có hai món đặc biệt và rất theo thời sự, đó là anh thằng Nguyễn. Các bạn sẽ được thấy nó ngay bây giờ. Các bạn đang được nhìn thấy ở đây. Đây là burger. Burger gắn Donald. Có hai tảng thịt bò. Một tảng này. Hai tảng này. Một cái nữa. Giờ kim nhông nhâm. Kim nhông nhâm. Sự cờ bé xinh. Và đây bánh burger này lại là nhân khác đúng không? Hình như chị anh ơi, cái này là nhân thịt bò hay là thịt gà ấy à? Nhân bánh này là nhân thịt gà. Và chỉ có một lớp nhân thôi. Chúng ta còn có một món nữa ở bên này mà chúng ta sẽ còn khám phá nữa sau một ít phút nữa. Và tất cả những gì các bạn đang xem đều đang được quay trên Samsung Galaxy S10. Anh ấy lập tức vào website của Samsung Net để đặt hàng nhé. Đây, nếu như ở góc này, nếu dùng cao góc giật tiêu chuẩn thì mặt hạnh sẽ rất to, nhưng chỉ cần không ra thế, mặt hạnh của siêu nhỏ nhắn. Siêu nhỏ nhắn. Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ ăn thử hai món burger này. Đây là hai món đặc biệt mà chỉ có mặt trong cái khoảng thời gian mà diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần 2 tại Hà Nội. Đây là burger gà đại diện cho Triều Tiên. Kim nhông nhâm có thịt gà, ruốc gà, kim chi. Còn này là có hai lát thịt bò cho nên là mức giá của burger Dirty Donner đắt hơn so với cả burger kim nhông nhâm. Burger này có giá 150.000, còn burger này có giá 200.000. Thịt dày nhờ. Bởi vì nó có hai lớp thịt bò nên là hơi khó cắt. Vì chiều hạnh đã phá tan chiếc vào burger này sắn như sắn thịt. Đúng rồi, sắn như sắn thịt rồi. Bạn ở đây là một cái quán rất nhiều khách Tây và họ khá là ồn ào. Nên là bọn mình sẽ cố gắng nói thật to cho các bạn. Úi dồi. Cái vị chủ đạo trong cái món này là cái vị thịt xông khói. Vị thịt xông khói rõ, bò mà. Cả thịt bò này cũng có khói luôn. Nó có chút vị đắng nướng. Cái vị này cảm giác nó bao trùm lên cả cái vị này và cái vị thịt này luôn ấy. Điếc nhịp rất là dày. Cái này đây. Mình nó có hai cái miếng thịt đấy anh. Hai lớp thịt đấy. Họ không làm mất cái tính chất của miếng thịt đâu nhá. Tức là cái miếng thịt như thế nào hình ra nó vẫn cảm giác đúng cái hình như thế, nhưng sao xay nhẹ nhẹ đấy. Thì nó dễ ăn hơn rồi. Nhưng mà nếu mà là em không thích cái miếng này lắm thì nóng hơi. Nó hơi quá lửa, nó hơi đắng. Và nó bị khô nữa. Sao là người nước ngoài thích. Chị anh Thắng đi quay burger ở một số chỗ thì chỗ khác thịt nó làm nó vẫn ẩm và nó chín tới hơn. Mổ xẻ miếng burger này ra thì nó vẫn là một loại burger rất quen thuộc. Thì là đắp bù bò lên. Có hai lớp bò. Chứ bạn đang trong chế độ low carb đúng không? Không. Không à, chả trong chế độ gì cả. Nhưng mà dù trong chế độ gì thì chúng ta nên ăn ít đi, ăn thịt. Thấy cái vị phô mai chưa rõ lắm. Phô mai có lẽ là đông lại. Đây là bánh kim nhông nhâm. 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 Nhâm trong từ nhâm mi đúng không ạ? Nhâm mi. Triều Tiên. Trên này có một lớp khô gà. Ruốc gà. À ruốc gà. Thực ra có một lớp hành khô đấy nhưng mà lúc nay em chưa được một miếng nào cả. Mà nó dìa hết rồi. Rồi. Dìa hết rồi. Quay qua ăn hết ba cái bánh que. Bánh que ngọt. Ăn hết ba cái bánh que. Xong rồi anh, xong rồi lúc ấy ngồi dìa hết cả hành chiên. Ít mà. Hôm nay ngày xả của em. Okay. Hôm nào cũng là ngày xả. Hôm nay xả. Hôm qua thì ăn bánh custard, hôm nay thì ăn bánh. Mỗi ngày ăn dăm cái bánh custard. Xong rồi mỗi bữa trưa thì mang đến một hộp cơm to đùng ăn suốt 30 phút vẫn không hết. Người ta giới thiệu là ở trên cái bánh Dirty Donner mới là cái bánh có ruốc gà để người ta tượng trưng cho mái tóc vàng của ông Donald Trump. Còn lại cái phần ruốc gà là lại trên bánh, này. Bánh của bánh kim nhông nhâm. Mình không hiểu lắm nhưng mà thôi. Sao hay là cắm ngược, đấy là bị cắm ngược cờ. Hay là cắm ngược cờ à? Gà với cả kim chi là của cái đúng rồi, thì cũng hay là thế nào nhỉ? Không biết, nói chung là chắc đại khái là như thế. Gì đấy, có một các bạn hãy hiểu là như thế. Còn bọn mình không biết là chính xác là người ta làm đúng hay không. Nhưng thôi mình ăn đây. Cái này chắc là hành chiên xẻ đi. Tạm biệt, đâu mang thịt mỡ đâu. Thịt của không ăn mà. Tất thịt gà sẽ có trên. Chỉ có trên rồi à? Hay là chỉ có một tí thịt gà trên này. Đảm thịt mỡ rồi. Một tảng thịt mỡ. Cắt ra ngược rồi má. Cắt hành đấy quá. Đây, tảng mỡ siêu dày. Xin được ăn tảng mỡ đấy. Mỡ với nạc bằng nhau luôn ý. Nên được ăn tảng mỡ này cùng với bánh xem nó như thế nào. Vẫn là cái vị khói đúng không? Ừ, vẫn bị khói. Nhưng mà nó ngấy. Với các bạn cái này không hề dễ ăn một chút nào. Nó ngấy lắm ý.
Bánh tráng không thích. Thêm món duy nhất trên đời anh không thích là bánh tráng trộn. Thật là hiếm khi tìm được cái loại mà anh Thắng không thích các bạn ạ. Lúc nào mình nhìn bánh tráng trộn mình cũng tưởng tượng ra đấy là túi ni lông. Chả hiểu bánh tráng siêu ngon. Em ơi, cả phần burger này chắc mình chỉ thích ăn mỗi cái phần ruốc gà trên. Cái này nhìn như kiểu là cà chua ấy mà. Đây là kim chi nữa. Đây là kim chi này, đúng không? Có thế là họ có hai miếng, một miếng là hành, một miếng là kim chi và chiên. Xé ra cho em ấy. Không cay, họ như kiểu quét qua ớt một tí, còn đâu nó là rau cải thảo ấy. Hamburger là của Mỹ đúng không? Mà lại có kim chi. À, mọi người biết gì không? Coca-Cola còn làm cả một phiên bản cái lon ấy. Lon nước đặc biệt cho cái hội nghị lần này. Đấy, em cũng biết. Và dưới họ ghi luôn cái dòng chữ là cái gì nhỉ? Hòa bình Hòa bình hy vọng và sự hiểu. Chúng ta đã vừa ăn hai cái bánh vừa rồi và thực ra thì nó cũng đặc biệt lắm, nhưng mà đây là mình cũng ghi đáng ghi nhận là họ cho đã đưa vào được một số cái tính chất kiểu khá là quan trọng của cái đồ ăn. Đặc biệt là cái bánh gắn cờ Triều Tiên, thì cái bánh này có đặc điểm đấy là của người dân Triều Tiên thì thích ăn thịt ba chỉ. Cái này là một đặc tính chung. Đây là một đặc điểm chung. Thì có thể là họ đã có sự tìm hiểu đúng không? Thực ra là thế nên là mới tạo ra cái món tạo ra cái bánh hamburger ấy. Và dù sao thì hai món bơ này thì cũng chỉ được bán trong quá trình mà hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều diễn ra thôi, cho nên là sau quá trình đấy chúng ta cũng sẽ có thể không gặp lại cái món đấy nữa. Nhưng mà quán này thì vẫn sẽ tồn tại và nó có những cái món signature, tức là những cái món nổi bật của quán. Một trong số đó chính là món gà nướng. Đây là quán Dirty Bird ở địa chỉ đối diện 39 Hàng Hành. Nó là một cái ngõ rất nhỏ ở trong con ngõ Báo Khánh gần Hồ Gươm. Đi vào và rẽ vào nó là Hàng Hành. Mình không hề biết hàng này tồn tại trên cuộc đời này. Hôm nay tôi đã biết có Hàng Hành Hà Nội. Ở đây là quán này không bao giờ để ý, kể cả mình đi qua mình không bao giờ vào về phía trước, bởi vì mình nghĩ là chỉ phục vụ trong cái nước ngoài. Ừ, với cả ở đây toàn Tây ăn ấy, mình chả bao giờ vào đây. Chủ cũng là người nước ngoài. Khi mà mình gọi điện đến hotline cũng là một anh người nước ngoài nghe máy và mình phải dùng tiếng Anh để giao tiếp với anh ý. Dạo này toàn đi ăn ở đất nước khác, phải đất nước Gia Lai chúng mình. Đất nước Gia Lai chúng mình chân chất quen rồi. Không, đây hôm nay mình sẽ có hai món là gà nướng và salad caesar. Nào các cô gái lực điện, đây là salad rồi. Salad là kèm gì? Đây là củ gì? Củ đậu xong nhuộm màu đỏ, vãi cả củ đậu. Vị nó cũng kiểu gì ấy, nó có mùi lạ. Không, em bỏ cuộc, bọn em không ăn cái thử thêm, không có ăn đâu. Mặt có ở quá, không hiểu. Cái này giống như kiểu là củ kiệu muối đúng hơn đúng không? Củ kiệu nó đâu như này đâu. Đây là phần mình ăn nhất. Tặng người em đang giảm cân. Bởi vì nó nướng nên là cái phần ngoài nó bị đắng ấy. Xém. Em phải xem phần đùi của em, nếu mà phần đùi của em chín thì con gà nó thực sự chín. Nó hơi tái một chút rồi, nó không đỏ nữa. Nhưng mà sao cái phần ngoài của em thì hơi khô. Tớt không ngon. Nó tê đầu lưỡi. Không phải đâu, tớt nó mùi gì ấy. Chỉ có mấy cái phần cháy xém nó bị đắng thôi. Đây, lươn gà của tôi. Hình như em thấy không tẩm ướp gì cả. Cái này có phải là nấu thức của Tây đúng không? Chắc kiểu Tây. Kiểu gì không? Nó chỉ đơn giản để bưng thế thôi. Nhưng mà món ăn Việt Nam và các món ăn cái gì họ chỉ tăng tí muối thì chẳng cho cái gì nhiều. Món ăn châu Á thì hay tẩm ướp gia vị, nhiều. Này kia. Mình rất thích ăn salad với ướp gà. Nãy còn có mấy cái bánh mì vụn nữa. Thì em ăn hết rồi đúng không? Ở à đây vẫn còn. Ai em biết đấy, biết. Em sợ ăn quá. Một chút. Ngon đúng không? Thơm nhỉ? Thơm. Đây là một loại salad rất đặc biệt. Salad Caesar là một cái loại mà nó rất là cơ bản của em, nhưng mà mình không biết là nó làm từ cái gì nên mình không biết là thành phần của hay là cá ngừ. Ơ có cái thịt gì trong này này? Không có thôi. Ý chị đã không biết cái sốt của nó là cái gì ấy. Chắc là sốt Caesar. Không biết mình làm ở nhà là mình hay dùng cái sốt mè. Sốt mè rang. Và cái đấy mình nhiều khi mình thấy cảm giác là thức cho kiểu nó cứ bị ngấm nước vào đây xong nó tiết ra nước là ia rằng là cái món sẽ ngập nước, nó sẽ bị ngọt quá. Nghe thấy rất là vừa. Cái này có thêm tí ngô nữa con. Nhờ mày lại bắt đầu mê lây bệnh tuyệt vời cho một bữa ăn heo thì thật luôn. Sau cái gì cũng rắc vào. Không phải tại lúc đấy em bị tụt huyết áp ấy. Tụt huyết áp này em phải cần một cái gì đấy để tăng huyết áp lên. Bọn mình hôm nay 4 người gọi nửa con gà nướng. Hai cái burger. Phần salad. Các bạn mình ăn cả nhẹ nhàng. Học no mà.
Nhưng mà chỉ ăn ít thế thôi. Nhưng mà hôm nay mình thích nhất là món này. Có lẽ là nó heo chịu nhất. Nhất là món này luôn đấy, mà nó ngon nhất nữa. Em thì ngoài món này ra thì thích cả burger bò là ăn cũng được. Ngoài salad ra thì em còn thích ăn cả burger Dirty Donald. Cái vị trong khói cực kỳ thấy ấn tượng, cái vị trong khói. Ừ, nó thơm, em thích cái mùi đấy. Thôi, đây là một buổi trải nghiệm theo trend của mình. Để xem là những thứ theo trend thì có ngon không? Cũng được. Cũng được. Nó đáng để thử. Nhưng mà các bạn nếu chuẩn bị ví tiền dày dày tí nhá. Bởi vì đây là nhà hàng chuyên phục vụ nước ngoài nên là giá tiền họ tính theo theo thu nhập của người Tây. Theo đô. Theo đô đấy. Theo đô na. Đô na, đô na. Đô na. Nếu các bạn cũng muốn thử món này thì các bạn hãy ngay lập tức đến ngay quán Dirty Bot ở số 37 Hàng Hành. Hàng Hành. Đối diện 39 Hàng Hành. Hãy đến ngay và thử đi, bởi vì là hết cái hội nghị là sẽ không còn cái món này nữa đâu. Nhưng mà nếu mà đến thử thì em vẫn khuyên các bạn nên thử burger của Dirty Donald hơn. Nếu mà nó ăn thì chất lượng thật đấy, các bạn nên ăn cái đấy. Đúng rồi. Nó đắt hơn một tí thôi nhưng mà nó rất ngon. Bạn nó thích ăn thịt mỡ phải chứ? Thế là mình thấy cái đấy hơi bị nhiều mỡ quá. Thế là nếu mà họ chọn lại cái thịt mà nó chỉ là cấu phần mỡ đâu, kiểu nó bằng 1/3. Ý là mình không thích ăn mỡ ấy, thì mình không thích mỡ nhiều. Nếu các bạn thích ăn thịt mỡ thì các bạn sẽ thích cái miếng thịt rất là dày đấy. Nếu các bạn là team thịt mỡ thì hãy về với Kim Jong Yum. Còn team thịt bò thì về với cả Dirty Donald. Và bọn mình thì bọn mình là team rau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở số tiếp theo. Like và subscribe nhá. Đừng quên ủng hộ Homeland nhé. Đây là Galaxy S10 đồng hành với mình. Video này tiếp tục được quay bằng Samsung Galaxy S10. Các bạn quan tâm hãy click vào đường link bên dưới, mà không quan tâm cũng click vào đường link bên dưới nhá. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.